nhưng Dương Lan Ngọc tung ảnh gì mà dân tình rộn ràng cả lên. Mùa hè đã oi bức thế nhưng Ninh Dương Lan Ngọc lại càng làm nóng hơn với bộ ảnh khoe triệt để vóc dáng gợi cảm, hút mọi ánh nhìn. Sự kiện Ninh Dương Lan Ngọc sao Việt được chọn là người đẹp nối gót Tăng Thanh Hà. Để trở thành ngọc nữ màn ảnh Việt nên Ninh Dương Lan Ngọc không chỉ có khả năng diễn xuất tốt mà cô còn sở hữu ngoại hình vô cùng nổi bật. Mới đây, nữ diễn viên đã khiến bao chị em phải suýt xoa ngưỡng mộ khi tung ra loạt ảnh mong manh nhưng sức nóng thì còn hơn cả nhiệt độ mùa hè. Cụ thể, mới đây nhất, trên trang Instagram cá nhân của mình, Lan Ngọc đã bỏ thuốc mê cư dân mạng bằng bộ ảnh ở nhà cũng lung linh. Kèm theo đó, nữ diễn viên không quên gửi lời động viên tới khán giả giữa thời điểm dịch bệnh đang vô cùng căng thẳng. Cười lên nào, mọi việc sẽ ổn. Trong ảnh, Lan Ngọc diện chiếc áo cóc xê trắng mi cùng quần linen, tóc quấn khăn đồng điệu với set đồ trông rất sành điệu. Đặc biệt, ở góc chụp thấp, Lan Ngọc còn khoe được vòng một đẫy đà, o ép vô cùng quyến rũ. Dù chỉ tạo xương xương vào dáng tại da, hở hang chút thôi nhưng nữ diễn viên cũng khiến cư dân mạng mê như điếu đổ. Không những phô diễn được hình thần thái rạng ngời, nụ cười xinh tỏa nắng, mà thần thái quyến rũ của cô cũng nhận được vô số lời khen ngợi. Ở tuổi 31, Lan Ngọc không chỉ đạt đỉnh cao sự nghiệp khi trở thành sao nữ đắt sâu nhất mà nhan sắc của ngọc nữ màn ảnh cũng được đánh giá cao, ngày càng thăng hạng khiến hội mỹ nhân Viz cũng phải dè chừng. Được biết, hiện tại, Lan Ngọc cũng như bao sao Việt khác đang trong thời gian nghỉ dịch, dù được ăn no ngủ kỹ nhưng dường như body của nữ diễn viên vẫn thon thả. Trước đó, cô cũng từng đăng ảnh tập thể dục tại gia để duy trì sức khỏe tốt mùa dịch cũng như giữ cân nặng ổn định. Hiện khán giả cũng đang rất mong chờ màn tái xuất của Thánh Lầy trong Running Man Việt Nam mùa 2. Bởi năm nay cô sẽ không còn là bóng hồng duy nhất mà còn có sự góp mặt của Thúy Ngân. Dự kiến chương trình sẽ phát sóng tập đầu tiên vào tháng 9. Kelly Chan.